Ở độ cao khoảng 2.000 mét so với mặt nước biển, đèo Ô Quy Hồ nổi lên như một chiếc cầu nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Là một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, nên việc chinh phục đèo Ô Quy Hồ không chỉ là sự thách thức đối với những người đam mê du lịch, mà còn giúp những tay máy chuyên và không chuyên săn được nhiều bức ảnh đẹp. Đúng là lần đầu tiên mình đến với khu du lịch này. Mình đi qua thì rất nhiều, nhưng mà để lên đây, đến tận đỉnh đèo và tận hưởng những cái áng mây trôi cùng với va vào người, vào mặt như này thì đây là lần đầu tiên. Tại vì mỗi một khoảnh khắc và khi đến với Ô Quy Hồ nó đều có những cái thời điểm riêng và nó tạo nên những cái ấn tượng riêng đối với mình. Nên là hôm nay mình lên đây với đỉnh cao và trong cái thời tiết như này thì cảm giác rất là tuyệt vời. Người ta vẫn bảo đến Ô Quy Hồ để ngắm mây quả không sai. Vì ở đây quanh năm mây phủ, nhiệt độ thường xuyên dưới 20 độ. Lên đến đỉnh đèo, cảnh vật mở ra, mờ ảo trong sương. Ô Quy Hồ trước đây trong mắt của du khách cũng như là suy nghĩ của hầu hết mọi người thì Ô Quy Hồ là một cung đèo rất là hiểm trở. Nhưng hiện nay thì với cái điểm du lịch Ô Quy Hồ này thì mọi người sẽ được trải nghiệm một cái cung đường rất là mềm mại, rất là đẹp và mọi cái khó khăn nguy hiểm trước kia đã không còn và thay vào đó là một cái sự hùng vĩ của Tây Bắc và của du lịch Lai Châu. Và hiện nay thì ở khu du lịch đèo Ô Quy Hồ này thì có rất là nhiều những cái dịch vụ sản phẩm đã có thể vào phục vụ du khách. Đó là trong khu du lịch này thì có một hệ thống khách sạn 3 sao với 34 phòng với những căn bungalow và có thể phục vụ khách các dịch vụ ăn nghỉ hay là tham quan ngắm cảnh. Hiện nay có nhiều cách để du khách chinh phục con đèo này như thuê xe khách, đi xe buýt, taxi hay xe máy. Vượt qua con đường đèo quanh co hiểm trở, để rồi khi lên tới đỉnh, du khách sẽ cảm thấy công sức mình bỏ ra thật không uổng phí chút nào.